Hello, chào tất cả mọi người, mình là Đức Meo Meo. Ngày hôm nay thì mình có một chút thời gian rảnh rỗi và mình muốn dẫn mọi người đi tham quan một chút về con đường bích họa ở công ty mình, nơi mà mình làm việc. Nói chung là con đường này nó cũng chỉ dài có mấy chục mét thôi, không dài lắm. Nhưng mà mình cũng muốn cho mọi người xem là con đường này nó như thế nào. Rồi, thì bây giờ mình đang ở khu vực mà bắt đầu vào rồi đây. Thì mình sẽ quay hai bên cho mọi người xem nhé. Đây là con đường hành lang mà nơi mình làm việc. Thì đó, con đường này mình đang đi tới phía trước đây, nhân sự đây. Thì phía trước có phòng nhân sự này và một số các cái phòng ban khác. Mình đang đi tới đó. Rất là đẹp luôn. Đến đoạn cuối hành lang kia thì nó sẽ còn đẹp hơn nữa. Tại vì đoạn đầu này thì mới chỉ vẽ sơ qua một số thứ thôi theo chủ đề của công ty các thứ, còn phía dưới cuối kia thì nó mới mang nhiều nét là của Hà Nội ở trong đó, thì mình sẽ quay cho mọi người xem. Chỗ này là văn hóa công ty này, xin chào này, cảm ơn này. Đây, đây là Hồ Tây này, cầu Long Biên, một cột. Chỗ này là bốt hàng động, cây cầu Long Biên này. Toàn là các địa danh của Hà Nội thôi. Cười cái gì mà cười? Ra làm sao được? Đây là chùa Một Cột này. Còn đây là Khuê Văn Các. Địa điểm bên này là chùa Quán Sứ. Nói chung là nó cũng mang rất nhiều cái nét cổ kính của Hà Nội. Tháp rùa, hình ảnh của cây, khu phố cổ. Đó, vậy là cũng đã hoàn thành con đường rồi. Nó cũng không thật sự là dài lắm nhưng mà cũng rất là đẹp. Hy vọng là những ai có thể xem được cái video clip này thì cũng sẽ thấy được một cái góc nó rất là quen thuộc ở chỗ này. Đây, chỗ này là, đây là sâm cầm này, sâm cầm của Hồ Tây này. Đó. Ok, mình sẽ dừng video clip tại đây. Bye bye.